Nếu phải kể tên món ăn nào đang hot nhất trên các trang mạng xã hội, thì bánh mì sẽ được gọi tên đầu tiên. Từ những xe đẩy bán bánh mì nhỏ lẻ, đến các nhà hàng trên khắp thế giới, bánh mì Việt Nam đã trở thành món ăn đường phố được ưa chuộng và liên tục được vinh danh trên các bảng xếp hạng thế giới. Nhiều gương mặt nổi tiếng xuất thân từ các chương trình truyền hình thực tế cũng không đứng ngoài lề với cơn sốt bánh mì này và tự hào khoe món ăn này trên trang cá nhân. Chàng cựu thí sinh Tôi Là Hoa Hậu Hoàng Vũ Việt Nam 2019 gồm Hoa Hậu Khánh Vân, Á Hậu Kim Duyên, Top 10 Lê Hoàng Phương, Top 15 Bích Tuyền cùng nhau khoe bánh mì siêu to khổng lồ hát. Henny khoe hình ảnh mặt bánh mì. Đi thi Miss Universe, Thỏ Trắng Chung Phạm khoe ảnh ăn bánh mì cùng thỏ đen. Ngô Kiến Huy cựu thí sinh Việt Nam Next Top Model, Nhã Trúc dù đang ăn kiêng nhưng vì ứa gan nên cũng mua ngay một ổ bánh mì Let's Love Ice.